Mùng 5 tháng 12 năm 2016, tính đến thời điểm này là gần 7 năm. Ngày mùng 6 tháng 2 năm 2017, tính đến nay cũng đã hơn 6 năm rồi. Mình vào công ty từ tháng 11 năm 2012, tính đến nay là gần 11 năm rồi. Mình vào công ty Phisa, ban đầu thời điểm đấy là Tân Lệ Thanh, từ mùng 8 tháng 1 năm 2016. Tính đến nay đã là 7 năm 7 tháng và 22 ngày. Tôi bắt đầu vào công ty là từ năm 2010 và trải qua 13 năm gắn bó và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phisa Việt Nam. Mình vào công ty từ năm 2012, đến nay cũng được hơn 11 năm có lẽ rồi. Ở công ty thì mình ấn tượng nhất đối với cả chị Nhàn và Pháp là hai người mà khi làm việc chung thì mình cảm thấy là khi mà xử lý các tình huống phát sinh ấy, mình thấy rất là ổn. Ở công ty thì mình ấn tượng nhất là sếp Ngọc, bởi vì sếp rất là giỏi. Sếp luôn đưa ra được những lời khuyên đúng đắn nhất trong mọi hoàn cảnh. Người mình ấn tượng nhất thời điểm mình vào cũng như là trong suốt quá trình làm việc có lẽ là sếp Tập. Bởi vì thời điểm vào thì chỉ nhìn thấy là sếp rất là giỏi thôi, mà càng ngày thì càng thấy là sếp có một cái năng lực, năng lượng rất là tích cực, rất là mạnh mẽ. Vào năm 2010, với rất nhiều những thử nghiệm và dự định ấp ủ, chúng tôi đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phòng cháy chữa cháy Tân Đại Thanh. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên ấy thì số lượng nhân sự rất là ít, chỉ có 5 người. Chúng tôi thuê một văn phòng nhỏ diện tích khoảng 60m² tại khu đô thị Văn Quán. Tại đây thì 5 nhân sự cốt lõi đã xây dựng nền móng đầu tiên trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tôi vẫn nhớ những viên gạch đầu tiên chúng tôi đặt vào nền móng chung của công ty chính là sự thành công của hai dự án đầu tay là nhà máy thiết bị y tế Nhật Hảo và bệnh viện đa khoa 500 giường Lào Cai. Cũng từ đây thì công ty Tân Đại Thanh chúng tôi được các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng biết tới và tin tưởng. Năm 2014, Tân Đại Thanh đổi tên thành Cơ điện Fis và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Phisa Việt Nam với mục tiêu chính là cung cấp thiết bị đầu vào cho hoạt động thi công, xây lắp. Nhận thấy nhu cầu cao trên thị trường đối với nguồn cung cấp vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy, năm 2017, Phisa Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, quyết định đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh phân phối thiết bị phòng cháy chữa cháy, bước đầu thành lập phòng kinh doanh với 2 thành viên. Chúng tôi lựa chọn bình chữa cháy là mặt hàng chủ đạo đầu tiên. Từ những nỗ lực đó đã tạo ra bước đệm cho một thương hiệu Phisa Việt Nam được nhiều doanh nghiệp biết tới trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Trên đà phát triển, 17 tháng 2 năm 2020, Phisa Việt Nam thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc. Với những khó khăn trong giai đoạn đầu thành lập, đặc biệt rơi vào thời điểm dịch Covid bùng phát gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế chung. Tuy nhiên, với những định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo công ty, cùng sự chung tay đồng lòng của toàn bộ anh em trong công ty, Phisa chi nhánh Hồ Chí Minh đã vững vàng vượt qua thử thách. Trong năm 2021, dựa trên đánh giá áp lực về nguồn cung sẽ buộc các doanh nghiệp phải đổi mới và tăng tốc trong cuộc đua mở rộng không gian kho hàng hóa nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng. Phisa Việt Nam đầu tư hệ thống kho được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu và phân chia thành từng khu vực chuyên dụng phù hợp với điều kiện bảo quản, xếp dỡ từng loại hàng hóa. Hệ thống kho hàng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích hơn 4.000 m².
trang bị hệ thống an ninh, hệ thống báo cháy, chữa cháy hiện đại và camera giám sát 24/24, cho phép lưu trữ hàng hóa phục vụ khách hàng, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa. Cũng trong năm 2021, Visa quyết định mở rộng lĩnh vực sản xuất. Đây được đánh giá là một trong những kế hoạch chiến lược của công ty. Xưởng sản xuất được trang bị những máy móc hiện đại với quy trình khép kín, nguyên vật liệu chất lượng cao, hứa hẹn sẽ đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất trong lĩnh vực gia công kim loại tấm. Ngày 27 tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa tập đoàn STEC System Hàn Quốc và công ty trách nhiệm hữu hạn Semitech Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa rất lớn với cả hai bên, không chỉ nhằm tiếp cận và chuyển giao những công nghệ thân thiện môi trường, mà đồng thời còn góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Semitech Việt Nam tin tưởng rằng sẽ đưa tới khách hàng những trải nghiệm hạnh phúc nhất, minh chứng bằng sự hợp tác cung cấp dịch vụ, giải pháp cho hệ thống Lotte Center với tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất tại Việt Nam. Từ 5 thành viên, gia đình Visa Việt Nam đã phát triển với quy mô gần 200 nhân sự. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng đổi mới, đón đầu và tiên phong, Visa Việt Nam đã phát triển không chỉ là bề dày kinh nghiệm, mà còn là sự vươn tầm vững chắc tại thị trường trong nước và khu vực Đông Nam Á, đã góp công sức xây dựng nên các hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, tòa nhà cao tầng, nhà máy, khu công nghiệp, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Hơn 1.000 đối tác tin cậy trong và ngoài nước, xây dựng hệ thống kho, xưởng rộng 4.000 m², top 20 thương hiệu được yêu thích, phát triển dịch vụ ra Đông Nam Á, chính thức trở thành đại lý cấp 1 Ho Chi Minh, Trung Mây, Thermoken, GST, Daikin, Phantom, mở rộng hoạt động sản xuất lĩnh vực hộp tủ kệ, thành lập công ty Semitech Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực phân phối máy lọc không khí và dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại. Visa Việt Nam tự hào là đơn vị cung cấp thiết bị, tư vấn thiết kế, thi công công trình, tư vấn pháp lý trong đầu tư xây dựng, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho hàng ngàn dự án lớn nhỏ khắp mọi miền Tổ quốc. Visa Việt Nam gặt hái được những thành tựu ngày hôm nay không chỉ nhờ vào sự dẫn dắt vững chắc của ban lãnh đạo công ty, mà còn là từ nỗ lực, công hiến, lòng nhiệt huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên đã tạo nên những dấu ấn không thể phai mờ trong quá trình phát triển của công ty. Đằng sau mỗi con số, mỗi dự án là những giọt mồ hôi và nước mắt, là lòng quyết tâm của rất nhiều anh chị đã và đang làm việc tại Visa Việt Nam. Chào đón tuổi 13 đầy ngập tràn hy vọng, đại gia đình Visa Việt Nam sẽ cùng nhau viết tiếp những mục tiêu cao hơn trên hành trình phía trước, kiến tạo và xây dựng một doanh nghiệp với tinh thần văn hóa doanh nghiệp thăng hoa, nơi những hạt giống nỗ lực đã không ngừng phát triển thành những thành tựu đáng tự hào. Visa Việt Nam nhất định thành công rực rỡ. Tôi mong rằng Visa Việt Nam sẽ mãi là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng. Chúc cho chúng ta tiếp tục đặt nền móng cho những ý tưởng mới, cùng nhau tạo những thành công và phát triển bền vững hơn nữa. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, tôi xin được gửi lời chúc đến toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty một sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống. Chúc Visa ngày càng phát triển, luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác và khách hàng. Visa 13 năm vững bước và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập công ty Visa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc
tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong suốt 13 năm qua đã đồng hành xây dựng và phát triển FISA tới ngày hôm nay. Tôi tin tưởng rằng với những con người nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm mà FISA đang có để xây dựng FISA ngày càng lớn mạnh. Xin kính chúc ban giám đốc công ty, anh chị em cán bộ công nhân viên luôn mạnh khỏe, giữ vững tâm thế trong công việc để đưa FISA ngày càng vươn cao, vươn xa. Nhân ngày sinh nhật, chúc công ty có một tương lai thành công, phát triển bền vững và đột phá hơn nữa. Rơi vào tháng 9 ngày gì? Là ngày công ty FISA đón tuổi 13. Nhớ phân phối thiết bị chất lượng Hồ Chí Kỳ chúc mây đại diện với các đại lý có mặt trên toàn Việt Nam. Để được FISA vững bước như ngày hôm nay, nhờ đâu? Nhờ từ Nam ra Bắc anh em đã cùng chung tay. Bên nhau chẳng cần phải hô hào, nào anh em giơ tay ra nào, cùng dắt nhau quyết thắng trong gai đang chờ phía trước. Tuổi 13 đâu chẳng dễ dàng, chỉ cần khó khăn ta chẳng mang. Happy birthday FISA thêm nhiều năm nữa. Tuổi 13 dâu chẳng dễ dàng, chỉ cần khó khăn ta chẳng mang. Happy birthday FISA thêm nhiều năm nữa. Tuổi 13 dâu chẳng dễ dàng, chỉ cần khó khăn ta chẳng mang. Happy birthday FISA thêm nhiều năm nữa. Chúc mừng sinh nhật FISA.